À, nhà hôm nay thì Kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái kết quả hiệp một trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định gặp câu lạc bộ Hải Phòng trong khuôn khổ là vòng 24 V-League năm 2022-2023 vừa mới kết thúc và có phần thắng tạm thời nghiêng về câu lạc bộ Hải Phòng với bàn thắng được ghi ở phút thứ 41 do công của Hải Huy với một cái pha đánh đầu ngược từ một cái tình huống là đá phạt cố định và Hải Huy đã đánh đầu ngược mở tỷ số cho câu lạc bộ Hải Phòng. Hiện tại bây giờ thì câu lạc bộ Nam Định đang còn gặp rất là nhiều bất lợi trong cái cuộc đua trụ hạng khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trong hiệp 1 cũng đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số là 1-0 nha quý vị. Đó, mà cái đối thủ đây là một cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp với lại là cái cuộc chiến trụ hạng. Nam Định thì thua mà Hà Tĩnh thì có bàn thắng, Hà Tĩnh thì thắng và chúng ta hãy cùng chờ đợi một hiệp 2 phía trước, không biết liệu Nam Định có lật ngược được thế cờ và Hà Tĩnh như thế nào. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi nhé. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video ở trong diễn biến chính của hai trận đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hoàng Anh Gia Lai, Nam Định và Hải Phòng trong hiệp 2 nhé. Có cái thông tin gì thì Thai TV xin được thông báo cho tất cả quý vị và các bạn liền. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Thai TV một like, một comment, một share, một lượt đăng ký kênh để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các bộ hát livestream thì hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0939732349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thai TV trong thời gian vừa qua nha. Và bây giờ xin chân trọng chào.